Trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một vài cái tính năng mà các bạn mới dùng điện thoại iPhone các bạn nên tắt đấy, để giúp cho những cái trải nghiệm khi các bạn dùng điện thoại iPhone nó được trải nghiệm tốt hơn. Và những bạn nào mà đã dùng iPhone một thời gian khá dài rồi thì các bạn có thể tham khảo thêm cái cách mà mình sắp giới thiệu sau đây nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn và nêu cho các bạn cái tính năng đầu tiên ở trong mục cài đặt mà các bạn nên tắt trong quá trình sử dụng nhé. Thì đây chính là cái tính năng làm mới ứng dụng trong nền. Các bạn vào phần cài đặt cho mình, sau đó thì các bạn sẽ chọn cho mình mục là cài đặt chung của máy này. Ở trong cái mục cài đặt chung của máy ấy, thì các bạn sẽ nhìn trong cái mục là làm mới ứng dụng trong nền này, cái mục này này. Đó, thì ở đây các bạn đang để là bật nhé, thì các bạn hãy nên tắt cái phần làm mới ứng dụng trong nền này đi. Đấy, thì các bạn tắt này, các bạn có thể tắt hẳn đi nhé, không để qua wifi, dữ liệu di động hoặc là wifi. Đấy, thì các bạn hãy chọn tắt đi như này cho mình. Đấy, tắt hẳn đi. Bởi vì sao? Khi mà các bạn trong quá trình các bạn sử dụng ấy, những cái ứng dụng mà các bạn có ở trong điện thoại iPhone, khi mà có các bạn kết nối wifi hoặc là dữ liệu di động, thì khi mà các bạn dùng, mình lấy ví dụ như các bạn dùng cái ứng dụng Facebook chẳng hạn, khi mà có cái bản cập nhật mới hoặc là có cái thay đổi, những cái nâng cấp mới ở trên ứng dụng Facebook, thì các bạn trong quá trình sử dụng ấy, các bạn vừa sử dụng Facebook thì đồng thời cái bản cập nhật đó nó cũng được cập nhật theo. Đấy, nó được nâng cấp theo. Đấy, nên là ảnh hưởng đến quá trình sử dụng. Ví dụ như là cái ứng dụng của các bạn nó sẽ bị chậm hơn. Đấy, nó sẽ có thể là nó sẽ không được như lúc ban đầu. Và trong quá trình đó thì đồng thời pin của các bạn nó sẽ tốn pin hơn nhé. Đấy, chủ yếu là các bạn tắt cái phần này đi để cho giúp tiết kiệm pin. Cái tính năng tiếp theo ấy, đó là cái tính năng thông báo. Đây, cái tính năng thông báo này này. Đấy, các bạn chọn cho mình này, vào thông báo này. Khi bình thường các bạn dùng iPhone, khi mà các bạn khóa màn hình đấy, hay là không khóa màn hình, khi có thông báo đến ấy, thì thường thường ví dụ như tin nhắn hoặc là Facebook, Zalo, nó sẽ hiển thị ở trên phần thanh thông báo, hiển thị đầy đủ cả nội dung và thông báo nhé. Thì bây giờ các bạn muốn tắt cái thông báo hiển thị cái nội dung ấy đấy, để bảo mật cái tin nhắn, các bạn không muốn hiển thị cái nội dung, thì các bạn thực hiện như sau nhé. Các bạn vào mục thông báo này đấy, và các bạn sẽ chọn đến cái phần thông báo của từng ứng dụng, hoặc là các bạn chọn thông báo chung nhé, cho tất cả các ứng dụng, bằng cách các bạn chọn ngay ở trên cái phần thông báo này. Đấy, đây là có cái phần là hiển thị bản xem trước này, các bạn chọn vào. Thì bình thường ấy, các bạn mặc định của cái thông báo nó sẽ là luôn luôn nhé. Đấy, mặc dù các bạn để luôn luôn này, thì mặc dù khi mà mở khóa hoặc là khóa màn hình đấy, thì các bạn thấy rằng có thông báo đến thì đều hiển thị các bạn xem trước này. Bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho mình là không này, hoặc là khi được mở khóa. Đấy, thì các bạn sẽ chọn là khi được mở khóa này. Bởi vì khi được mở khóa thì khi có tin nhắn đến, nội dung nó hiển thị, còn bình thường các bạn không mở khóa màn hình ấy, thì những cái có thông báo đến ấy, nó chỉ hiển thị cái thông báo của cái biểu tượng, ví dụ Zalo hoặc là Facebook thôi. Đấy, các bạn lưu ý cho mình nhé. Cái tính năng tiếp theo mà các bạn có sử dụng iPhone ấy, các bạn nên tắt trong quá trình sử dụng nhé. Đó là cái tính năng về thông báo cuộc gọi này. Đây, thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần là Face ID và mật mã này. Các bạn chọn vào. Các bạn sẽ nhập cái phần mật mã điện thoại của các bạn vào nhé. Đó, các bạn nhập vào. Và các bạn sẽ kéo xuống ở trong cái mục là có cái phần là tính năng nhận biết sự chú ý. Thì cái mục này, nếu bạn nào mà đang bật như thế này ấy, các bạn hãy tắt đi cho mình nhé. Các bạn sẽ đọc cái phần chú thích ở dưới này. iPhone sẽ kiểm tra sự chú ý trước khi làm tối màn hình. Đấy, và mở rộng thông báo. Có nghĩa là khi mà các bạn bật cái tính năng này, thì khi mà có một cuộc gọi di động đến ấy, thì cái tính năng nhận biết sự chú ý nó sẽ làm nhỏ cái âm lượng nhạc chuông đi. Đấy, và các bạn sẽ đây này, giảm một số âm lượng hoặc một số cảnh báo. Các bạn chú ý cho mình nhé. Tức là khi mà các bạn để như thế, bật tính năng này, thì cái chuông điện thoại của bạn nó cực kỳ nhỏ. Đấy, thì nhiều khi các bạn sẽ không biết ai gọi đến nhá, thì các bạn hãy tắt đi cho mình. Ok chưa? Đó là một vài những cái tính năng trong quá trình trải nghiệm điện thoại iPhone mình đã nêu ra cho các bạn.
đặc biệt đối với những cái bạn nào mới dùng, mới bắt đầu dùng điện thoại iPhone, thì để các bạn có thể có những cái trải nghiệm thật tốt. Đó, thì hy vọng với những cái tính năng đó mình nêu cho các bạn, các bạn hãy tắt đi trong quá trình sử dụng, bắt đầu sử dụng iPhone. Và các bạn nếu thấy hay, nhớ ủng hộ mình một nút like video. Và đúng thôi, có câu hỏi nào thắc mắc các bạn comment phía dưới phần bình luận nhé, và chia sẻ cho mọi người được biết nhé.